Rồi coi đi bạn. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Em xin kính chào quý khán giả. Em chào chị Quyền Linh và anh Khánh. Dạ em xin lỗi, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Không sao, chị Quyền Linh chào em và chào anh Cát Tường. Dạ, em tên là Thanh Phương. Hiện tại là em đang làm kế toán công nợ tại một công ty bán vé máy bay ở Sài Gòn. Em sinh ra ở tại Bình Dương. Em chuyển lên Sài Gòn được mười mấy năm rồi. À, hiện giờ là mình ở nhà ở đây luôn rồi. Dạ, dạ. Mời bạn trai. Mời bạn trai. Dạ, em... Lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng bạn kế bên kia và quý vị khán giả có mặt tại trường quay này. Lời chúc sức khỏe. Em tên là Hồ Tính Thành. Năm nay em 31 tuổi anh. Làm nghề gì? Dạ em hiện tại là nhân viên văn phòng anh. Bên kiểm soát nội bộ anh. Rồi. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? À, đến thời điểm này thì được hai mối tình. Được. Thời điểm này thôi đó hả? Dạ. Mối tình dài nhất là bao lâu? Được một năm. Dạ. Rồi cũng chưa có dài lắm đúng không? Dạ. Rồi mời bạn nữ. Em có trải qua 4 mối tình. Hai mối tình có thể là loại cốt ghi tâm. Thì mối tình gần nhất là mới chia tay được 2 năm. Là khắc cốt đó hả? Dạ khắc cốt đó. Khắc cốt mà sao bô nó đi vậy? Dạ tại vì anh ấy không chung thủy. À. Không có ghi tâm khắc cốt. Nghĩa mình khắc mà anh không có khắc. Dạ đúng rồi. À, các bạn thì cũng đã trải qua nhiều mối tình, một người 2, một người 4 rồi. Cũng có kinh nghiệm tình trường rồi. Quan trọng là ta rút kinh nghiệm sau những cái mối tình đổ vỡ đó để chúng ta hoàn thiện hơn mối tình ngày hôm nay nha. Rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn trai là gì? Điểm mạnh của em là thứ nhất là nấu ăn rất là giỏi. Có nhiều các món nướng, món xào, các món lẩu. Giỏi gì đó hả? Tại vì đa năng mà anh. Với hai nữa, đặc biệt là có khiếu với người già nít. Thay tạ cho bé cần còn giữ nữa. Rất là giỏi. Dưỡng nít giỏi, dạ. Thay thả giỏi. À, không biết hút thuốc. Quá tốt. Dạ. Điểm yếu là gì? Điểm yếu của thêm thì nó nhiều. Và đặc biệt là mình không có được handsome lắm đâu. Nhưng mà bạn như thế này được rồi, rất man được rồi. Tôi đâu xấu quắc đây, tôi còn chỉ cần man, chăm sóc bạn gái tốt, yêu thương, chiều chuộng là phụ nữ như vậy là đúng. Chịu rồi. Rồi, mời bạn nữ, bạn có ưu điểm, khuyết điểm gì? Gia đình của em thuộc người Bắc. Cho nên là em có thể nấu ăn được, quét dọn nhà cửa là chuyện bình thường. Rồi. Dạ, nhược điểm của em là hay nóng tính. Dạ, bên nó nhiều, bên nóng tính cũng mệt. Dạ, nóng nhưng mà em không có giận lâu. Em ví dụ những chuyện gì không quan trọng thì em không bao giờ giận lâu được. À, mẫu người bạn trai mà em muốn tìm là người như thế nào? Dạ, cao 1m7. À, biết quan tâm chăm sóc cho em. À, biết nấu ăn càng tốt. Biết nấu ăn rồi đó. Dạ, thì đẹp trai là môi trái tim, mũi dọc dừa, mắt hai mí. Thích vậy luôn á hả? Dạ, em thích rõ ràng vậy luôn á chị. À, ba mắt, mũi, miệng cái nào cũng đẹp nhưng mà gộp lại nguyên gương mặt không đẹp, được không? Cái đó xem xét lại được chị. Nhưng bây giờ người ta không được đẹp lắm nhưng mà người ta chăm sóc em tốt, yêu thương em hết lòng, công việc ổn định thì em có cho người ta cơ hội không? Dạ có, nếu như vậy thì có, tại vì những mối tình của em thì không có hay chăm sóc quan tâm em như này nè. Đó, dạ. Mình cần cái đó không? Dạ. Quan trọng là tính cách thôi. Đó. Đúng không em trai? Đúng rồi anh. Mẫu người bạn gái mà bạn cần tìm là như thế nào? Nói chung là cái tiêu chí của em là bạn nữ thì cao 1m50 trở lên. Biết chịu khó công việc, biết được quan tâm lo lắng gia đình, biết quan tâm chia sẻ với người mình thương. Cũng đơn giản ha. Dạ. Em không thích phụ nữ ở chỗ nào? Cảm giác là phụ nữ đừng có dơ quá. Ở dơ, phụ nữ làm dữ dơ. Kiểu mà phụ nữ mà làm công việc mình về, sau đó họ cứ quăng đồ đạc tùm lum hết, họ không biết dọn dẹp á. Bê bối. Bê bối chứ phải ở dơ. Bê bộn bê bối thôi chứ không ở dơ. Ở dơ là 2-3 ngày tao không tắm tao là đi làm vậy y nguyên vậy thì mới ở dơ. Dạ. À, bạn gái mình có cái điểm gì mình không thích ở người bạn trai? Dạ, nhậu cũng được nhưng mà đừng có lầy. Rồi không hút thuốc, không gia trưởng, không nên quá nghe lời mẹ. Không nghe lời mẹ, nhiều khi nhiều khi nghe lời mẹ nhiều quá mà không nghe lời vợ cũng. Trời ơi. Giờ lời ai đúng phải nghe chứ giờ. Dạ đúng rồi, đúng rồi, dạ. Phải nghe thôi. Dạ. Hello chị Cát Tường. Chào em. Ông ngoại nhìn tôi dễ thương quá. À. Cảm ơn em. Em có nghe lời mẹ không? Có chứ chị, cha mẹ mình lúc nào cũng có nghĩ đến vấn đề đó. Còn cái đó là gia trưởng thì em không có rồi đó. Đúng rồi, em có nghe lời vợ không? Vợ thì tất nhiên phải nghe rồi, mình phải tôn trọng vợ chứ chị. Ví dụ bây giờ sự việc đó em thấy là có vẻ vợ em hợp lý hơn thì em có dám đứng ra để mà khuyên mẹ là nên cho con chiều theo ý vợ con? Sẽ dùng hoàn cảnh chị. Bạn trai nói đúng đó, coi hoàn cảnh thế nào lúc đó sao. Mẹ đang nóng quá thì cũng phải lạng lạng bỏ đi chứ. Đợi hoàn cảnh nào thích hợp mình giải thích. Đúng rồi. Thuyết phục đúng không? Dạ. Mẫu người bạn gái mà muốn có cái mẫu hình lý tưởng như thế nào? Tự giống chị Cát Tường càng tốt. Trời. Đặc biệt là lúng ra đồng tiền. Thích nhất là điều đó. Dẻo miệng quá ha.
Bạn cao mét mấy? Em mét 65 hả chị? Bên đây muốn mét 7. Chết rồi, hết đủ tiêu chí. Mang dài 5 phân. Hết đủ tiêu chí chị ơi. Thôi được mà, có cái điều gì bạn tối kỵ bạn không thích ở người phụ nữ không? Đừng nói nhiều quá, tại em còn hơi nói nhiều. Em nói nhiều em cho người ta nói. À, chạy, có người nói là chạy nghe chữ. Có như là em nói người ta phải nghe. Phải, là hạn chế hai bên tương đẳng nhau là được rồi. Ví dụ người phụ nữ hiện đại nhuộm tóc giống như chị vậy nè, hay là xăm mình rồi, thí dụ em chịu không? Em lên chương trình này cha mẹ cũng có nói con cái làm ăn không được thôi mày đi xăm đi cho nó khỏe, thì chị biết gia đình nó đã như vậy rồi, còn khuyến khích con cái nữa, thì nên con cái nó cảm giác là mình không có tốt kỹ chuyện đó, vừa nói chung là vừa hiện đại vừa cổ điển, vừa xưa vậy truyền thống vậy. Không hiểu. Tức là mình không có quan trọng vấn đề xăm mình. Sao cũng được, miễn con người tốt là được rồi, đúng không? Đúng rồi chị. Rồi, đó là như vậy. Thế anh qua coi đàn gái thế nào mà Cát Tường ở đây hỏi đàn trai dữ vậy? Trời ơi, thì xăm có nguyên con đại bàng có nhiều. Dạ, em chào anh. Anh bên kia thì không có đủ thước tất mà em thước 7. Dạ. Em có hụt hẳn không? Dạ, hơi chút xíu. Hơi xíu. Ở đây có vẻ cào to. Cào đấy. Ảnh thì nói có hình xăm không sao chứ. Dạ. Em có xăm không? Dạ có anh. Đâu? Dạ đây. À. Chữ mồm. Chữ mồm là mẹ. Dạ. Rất được, nhưng mà lý do tại sao mà em không thích anh nghe lời mẹ? Dạ không, nghe lời mẹ những điều đúng. Còn những điều ví dụ như là nhiều khi có bất đồng ý kiến hay gì, nếu như mà em đưa ra ý kiến cảm thấy đúng thì ảnh cũng nên nghe. Nhưng mà nghe nhưng mà phụng từ hoàn cảnh. Dạ đúng rồi, tùy hoàn cảnh. Áo mặc sao qua khỏi đầu. Dạ đúng rồi. Đó cũng là một cái văn hóa truyền thống người Việt rồi. Em không thể nào mà cãi lời cho người lớn được. Đúng rồi, có đôi khi thôi kệ lúc này nhường chút xíu đi. Dạ, qua thời điểm đó, bắt đầu mình từ từ thuyết phục cho mẹ lắng nghe được á. Cha mẹ em là thương con hết thôi, chỉ muốn con tốt thôi. Đúng rồi. Anh thấy anh được kia chững chạc nói năng cũng biết cách, cũng hợp lý ha. Rồi thôi, hai người có thể nói chuyện với nhau được rồi. Bây giờ hỏi cái người thân đã. Được. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em đi với chị ruột. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý khán giả đang xem đài. Chị thấy bạn trai bên này á, thì về ngoại hình á, thì nhìn cũng được. Được sao chứ được, yếu quá chị. Hơi nhỏ, những nét trên gương mặt á thì tương đối thôi. Chị thấy là bạn trai bên này cũng nhanh nhẹn. Nhưng mà hồi nãy không biết là bạn trai không có thấy giới thiệu là quê gốc, quê quán ở đâu, rồi nhà cửa như thế nào, ở đâu. Em ở Đồng Nai chị. Quê gốc ở đâu ạ? Gốc ở Đồng Nai luôn chị. Ở Đồng Nai luôn. Dạ. Hiện tại em đang làm ở Bình Thạnh chị. Em thuê nhà ở quận Bình Tân đó chị, năm 97 ở đến giờ. Vậy là có nhà ở Bình Thạnh. Thuê nhà chị. Nếu như mà được thì em cứ cho hai người có cơ hội để tìm hiểu. Em trai đi với ai? Dạ em đi với anh đồng nghiệp em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Bạn gái bên này cũng được. Em thấy cũng hiền lành, to khỏe. To khỏe. To khỏe hiền lành. Cảm ơn anh. Rồi hai bạn sẽ gặp gỡ nhau nhé. Nào, kéo màn lên. Xem cảm xúc của mình như thế nào nha. Anh xin gửi bó hoa này tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Ôi. Cảm ơn. Cảm ơn sự cảm ơn. Thấy anh sao? Người nhỏ dạ, con. Dạ, hơi nhỏ con xíu. Ngồi thẳng lưng lên cho nó cao chút. Dạ, anh công việc cụ thể của anh là gì vậy? Công việc của anh là kiểm soát nội bộ, tức là kiểm soát những con số đó em. Thí dụ công ty là hôm nay là công ty có công trình là 10 tỷ. Dạ. Anh phải kiểm tra số liệu 10 tỷ đó nó đi đâu, kiểm tra nó như thế nào. Và trong cái thời gian đó mình cũng kiểm soát con người nữa. Về tác phong nhân viên làm việc. Vậy lương tháng của anh ổn định không anh? Đúng rồi, lương phòng thì ok. Dạ, anh làm công việc này được bao nhiêu năm rồi anh? Anh làm nếu mà giờ cống hiến thì cũng được gần 6 năm rồi. 6 năm. Anh nói anh thuê nhà ở Bình Tân. Đúng rồi, thuê nhà đã lâu lắm rồi. Dạ. Mà thiếu có một nghĩa người. Là anh làm ở Bình Thạnh là ở đâu rồi? Ngay dưới chân cầu Sài Gòn nè, Ung Văn Khiêm á. Em cũng ở Bình Thạnh. Ở khúc nào? À, khúc gần bến xe miền Đông anh. Chỗ anh qua chưa được 15 phút à. Bạn trai có hướng lập nghiệp như thế nào không? Em thì nếu mà lấy vợ thì chắc em chuyển qua kinh doanh buôn bán á chị. Ý em nói bạn gái để bạn gái có thể là cảm nhận được cái trong tương lai đó mình vững vàng như thế nào thôi. Bởi vì đến bây giờ mình vẫn còn ở phòng trọ thì cứ lo lắng điều đó. Đúng không em gái? Dạ. Em có dự định sắp tới khoảng bao lâu nữa thì em có thể mua được một mảnh đất hay gì đó không? Ở thành phố thì em chưa chắc. Các tỉnh lân cận thì Bình Dương thì mua được.
Nhà anh có bao nhiêu người vậy? Nhà anh có 6 anh em lận. Anh thứ mấy nè? Anh là người thứ 3. Em thấy người đối diện thế nào? Cảm xúc bây giờ em ra sao? Em có thích hay không? Xinh, đáng yêu. Nói chuyện dễ nghe nữa. Anh có ghét con gái xăm mình không? Không, càng khoái này hơn. Nói chung là càng khoái nữa. Người ta nói đủ thời gian có thể làm nhòa đi tất cả, nhưng tình cảm hôm nay anh đến đây thì chắc chắn anh sẽ dành hết cho em. Đúng rồi, hết thời gian. Hiện tại cảm xúc của mình như thế nào? Và quyết định, suy nghĩ thật kỹ sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Một chàng trai cũng rất bản lĩnh trong giao tiếp, cũng nhanh nhạy, cũng có thể làm chỗ dựa cho bà xã tương lai rồi. Nắm tay nhau đi hai em. Xin phép nha chị. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Huyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Vương Thị A Lo, thì em sinh năm 1995, em tuổi heo. Hiện tại là tư vấn y khoa cho một công ty về sức khỏe. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh thì ít mà điểm yếu thì nhiều. Em biết nấu ăn, nói chuyện rất là to. Có thói quen là đi vệ sinh hay cầm điện thoại. Đi xe thì hay ngủ quên. Cho nên là cứ mỗi lần đi xe á là mẹ em cứ muốn liền em xuống không ạ. Bởi vì cứ sợ em té á, cứ gió hiu hiu là em ngủ gục à. Nói chung là nhiều cái tật xấu lắm mà em kể rô ra chắc em mai. Em công nhận cũng thật lòng ghê. Đi toilet cầm điện thoại cũng nói nữa. Vậy em thích sống ảo á. Sống ảo? Ủa trời ơi. Sống ảo trong toilet luôn hả? Thôi rồi, vô toilet mà cũng vậy nữa em hả? Dạ, cho vệ sinh cho dễ. Tưởng đâu vô trong trỏng mà chụp hình tự sướng là đăng Facebook chứ. Dạ, lâu lâu cũng có. Chết rồi, đăng lên cái là mệt luôn á nha. Rồi còn bạn trai. Điểm mạnh của em là biết ca hát, cũng nấu ăn cũng được. Còn điểm yếu của em là em rất là nhát đám đông, hay rụt rè. Nhiều khi mình hay nóng tính. Nhưng mà được cái em nóng tính xong rồi qua hôm sau em suy nghĩ lại mà thấy cái nóng của mình sai là em quay qua em xin lỗi cái người mà em nóng tính với người đó. Bây giờ thôi hát bài cho đỡ rung đi. Dạ. Thì em hát một khúc trong bài Ánh Nắng Của Anh. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói, vì em luôn đẹp nhất khi em cười. Bạn nữ có thể hát đáp lại bạn nam chút đi. Dạ, thì em xin hát bài em quên tên mất tiêu rồi. Dạ. Vô, hát luôn em. Và em muốn hát lên cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi những khát khao trong lòng, cho dịu đi tình yêu như cháy bông, nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em. Dạ hết rồi. Em có thói quen hay có sở thích gì không? Dạ, em đi ra đường em hay cầm tỏi. Bởi vì do em, bạn em nói em là tính hay dễ dụ á, tính cơ khờ á, cho nên đi đâu em cầm tỏi theo. Bữa nay có cầm tỏi lên đây không? Dạ, cầm dụng ví, hôm nay có cái gì đựng trong đây đó. À, có như đi đâu cầm tỏi theo vậy, sợ bị dụ. Dạ. Rồi còn có gì nữa? Tỏi là dụ không được em hả? Dạ, tỏi tính ta. Em đi coi bói nhiều, người ta nói vậy. Sợ ta bỏ bùa đó. Dạ. Tỏi để giải bùa đúng không? Dạ. Rồi còn gì thói quen nào nữa không? Dạ, em không ăn bò. Cái gì? Không ăn thịt bò. Dạ, hồi đợt em đi thi đại học á mà em rớt á, thầy bói nói á là em do ăn bò cho nên bị rớt. Em từ đó em không ăn bò nữa. Trời đất ơi, còn gì nữa không? Dạ còn. Gì nữa? Dạ thì như nãy em kể á, em đi xe á thì em hay ngủ quên á, em tự lái em tự té luôn. À. Trời, cô lạ ta. Ủa em, cái túi em để tỏi rồi cái tiền em bỏ đâu em? Dạ, ngày xưa thì lúc mà mới vào Sài Gòn á, em đi công minh em sợ, hồi giờ em đi xe nữa. Em nhét tiền ở dưới cái dây á, cái xong rồi giờ không cho mang dây em phải nhét vô tóc. Cô này lạ thiệt, tỏi để túi, tiền để tất. Ủa em quê là ở đâu vậy em? Dạ em ở Phú Yên. À, chú quê Hoài Linh đó hả? Dạ đúng không? Hoa vàng trên cỏ xanh đó hả? Dạ, giờ mùa hè không có xanh nhưng nữa. Nhưng mà đó giờ có bị gạt gì lần nào chưa mà sợ đủ thứ vậy? Dạ chưa, sợ mà gạt không ai gạt hết đâu. Tại bỏ tỏi nhiều quá không ai dám gạt. Nhiều khi bỏ cái trời mưa ướt cái thay cùng tỏi khác. Không, anh chỉ em cách này nè em. Bỏ tỏi cũng bị gạt nữa, em về em đâm tỏi nhuyễn ra. Xong để nguyên bịch em trét nguyên người rồi em đi đâu vậy? Không ai dám dụ em chứ. Em sợ đi ra đường á, người ta nói em bị hông nách cho nên em không dám dám tỏi đâu.
rất là thiệt thà. Thiệt có sao là nói vậy? Phú Yên đó mà. Bạn trai bên kia thì sao? Nghe vậy rồi mình thấy như thế nào? Chắc em mua cho xà bông bưởi tắm cho bớt đi mùi tỏi quá chị ơi. Người ta bỏ trong túi đàng hoàng, còn cái kia là người ta sợ, người ta tưởng như thôi chứ đâu có bị hôi đâu. Đương nhiên. Mai em về em đâm ớt em tét luôn. Đi tình trường nó ngọt cái ổi cái tỏi, tỏi đi. Kia luôn. Tình thôi, trường. Bây giờ nói chuyện vui thôi ha. Bây giờ nói chút xíu về tình trường bạn đi. Em là em ế kiên trì luôn á. Mà không biết là cái kiên trì nó ế với em hay em là em kiên trì với nó nữa. À, 25 mùa lúa trổ rồi em chưa từng nắm cổ tay ai. Cũng hay. Bên đây sao cưng? Dạ em cũng vậy. Dạ em cũng vậy. Hả? Em làm lại câu thơ cho bên kia đi. 20 mấy mùa. Sinh năm 95 là... Trời ơi đếm nữa hả? Cộng tuổi đẻ luôn là 24. 24 mùa lá đổ. Dạ. Chưa ai cầm cổ tay. Dạ. Hy vọng ngày hôm nay ảnh cầm cổ tay mình. Dạ thôi cũng được. Được không? Dạ. Bên nay là không có đem tỏi lên đây là ảnh vô được đúng không? Có tỏi em cũng biết nữa. Trời ơi thiệt chứ. Bây giờ muốn lấy chồng chưa? Dạ nếu hợp thì lấy. Như thế nào mới là hợp? Cao. Cao. Cao đừng có mít 75 trở lên là được. Cao bao nhiêu? Cao vừa vừa không chị? Cao bao nhiêu? Bên đây không 75, 57 được không? Dạ cũng được. Nói chung là cao. Dễ dãi quá vậy. Cao, thẳng. Nhưng mà nếu có cong thì cong vừa vừa thôi, đừng cong quá. Ế rồi giờ gì cũng chịu hết. Cong cong cũng được nhưng mà đừng cong quá. Dạ. Tính tình có không thích cái gì người đàn ông không? Thì do em là gái ngành đó cũng không. Gái có... gì? Dạ em làm ngành y tế cho nên là em cũng không quan trọng cái đó lắm. À. Cho nên là em chỉ thích là kiểu như là không có phụ thuộc vào cha mẹ. Nói chung không có xin tiền ba mẹ. Còn nếu xin là phải trả. Mượn mới trả, dạ, xin trả dạ. Gì nữa. Có nghĩa là thích người đàn ông tự lập. Dạ. Bạn trai sao em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Những cái đó thì chắc tầm hơn 99% chị ạ. À. Rồi. Mẫu người của em sao? Em thích người bạn gái như thế nào? Dễ thương chút, tính tình vui vẻ, yêu thương gia đình là được rồi. Dạ. Cái đó em dư. Dư luôn hả? Em chỉ thiếu chiều cao thôi, cái gì em dư. Làm dâu được không? Dạ, được. Không có sao chị, nó đừng có khai ra chi. Dạ. Chào em. Dạ, chào chị. Em cao mét nhiêu? Em cao mét 68. Chuẩn quá ha. Mà bây giờ được thì chừng nào tiến tới hôn nhân? Trong 2 năm đổ lại là tiến tới hôn nhân. Chừng nào đẻ con? Cái đó thì để về em nói với bạn đó sau chứ giờ. Mà có biết làm ăn gì không? Biết chứ chị. Chưa có mối tình nào sao biết là mình biết? Thì thử mới biết, chắc chắn là được. Có hôn thử lần nào chưa? Có, con em hôn nhiều lắm. Hôn ai? Hôn con của bà chị kế bên phòng. Con bà chị nhiêu tuổi? Con bà chị nó 2 tuổi mấy. Vô duyên. Có coi phim tình cảm thấy trai với gái hôn nhau chưa? Có chứ. Trong người mình cảm thấy sao? Thì cũng muốn hôn nhưng mà chưa tìm ai nên ôm qua ôm cái ói nhịn gói xong coi tiếp. Mà mình không được đúng không? Dạ được. Thẳng đúng không? Thẳng. Thích trai không? Không bỏ đi chị ơi. Ở đây ha. Rồi để dạ. Chị coi đẹp trai lắm nha, cao ráo nha. Bây giờ người phụ nữ thế nào em thích gì em dạ, nói luôn coi. Anh Nguyệt Lão xe duyên cho em người bạn nữ cao tầm mét 52 tới 60 cũng được. Từ đó thôi ha. Dạ. Nói đùa là cô gái mét 52 của bài đó chứ em thích người con gái khoảng từ mét 6 trở lên. Dạ. Rồi, tóc là dài dễ thương. Ngắn. Tóc dài đen. Tóc dài đen đúng màu, không? Màu đừng có chói quá là được. Sơn móng tay móng chân đủ màu được không? Một màu thôi, đủ màu nhìn lát mắt em nổi đom đóm. Xăm mình được không? Xăm mình thì em thì được nhưng mà gia đình em nghĩ không được. Dạ. Tại giờ phụ nữ hay xăm lắm. Trời ơi cao. Dễ thương quá. 1m52. Bài đó dễ thương lắm. Em biết bài đó. Em biết tại em nói lộn đó. Nó lộn đó. 1m52. Không cao như mọi người phải ngước nhìn. Dễ thương lắm. Chào em gái. Dễ thương. Hôm nay thì em gặp chàng trai bên đây thì nói chung cũng trắng trẻo. Vấn đề cao thấp không quan trọng. Quan trọng là cái đầu của mình, đúng không? Dạ. Em có ghen không? Bởi chàng trai bên đây là cũng hơi đẹp trai, nên cũng dễ các cô gái theo lắm á. Em không quan trọng, con trai đương nhiên phải lăng nhăng rồi. Quan trọng là biết quay về là được, mà em phát hiện ra là chết luôn. Do là em có vỏ. Con trai phải lăng nhăng hả? Dạ, em thấy bình thường. Bình thường? Dạ. Có củ tỏi nào không? Đưa coi. Bữa nay không có cái nào ở gánh hết. Dễ thương á. Rất là xinh, giọng nói lạ lắm nha, dễ ấn tượng lắm á. Dạ. Rồi em ghét gì nhất cái đàn ông? Từ từ em quên tên bạn kia. Nhưng nãy em rung em nghe được kỹ thuật viên thôi. Đạt 25 tuổi. Dạ đúng tên cha em. Hả? Dạ đúng tên cha của em.
chết mồ không? Gì anh nói em? Em giống tên cha của bạn ấy. Chết luôn á. Về bây giờ nữa gây lộn nữa. Bác hả? Nhiều khi là không dám chửi anh. Chửi là ông già quýnh lại sao? Trời ơi, thì trùng hợp lạ ta. Tên con rể, tên ba giống nhau. Không dễ thương. Em vui lắm á. Em có cái duyên ngầm nha. Quê của bên vợ anh gần bên em á. Nha Trang hay Bình Định á? Bình Định á. Dạ. Ừ. Xa lắc có em chưa đi. Có vỏ đó, đừng chọc nha. Vỏ cổ truyền hả? Dạ sao anh biết? Thì thường Phú Yên, Bình Định vỏ nhiều lắm. Em có thể múa một đường cho anh coi không? Dạ không, tím tím rồi. Hả? Cho bạn anh kia sợ nữa. Kệ nó sao đâu. Trời, con gái có vỏ tốt có gì đâu. Giờ anh lâu rồi em quên, em nhớ được nữa. Chứ ngày xưa ba không có cho, ba nói con gái học y là không nên tập vỏ. Cho ba là vợ sư rồi không muốn con gái cũng đi con đường quánh vỏ. Cho nên em toàn học lén khi ba dạy học trò thôi. Chủ yếu là đứng tấn với lại rồi, chúc em múa dài đường cho anh coi, anh nể em nha. Dạ. Kệ, đâu có sao đâu. Rồi, chấm đàn gái, dễ thương, thông minh, hài hước. Được. Có món quà tặng em. Em thì nấu ăn giỏi hà. Dạ, nấu gì cũng được, cay thì nấu kiểu cay, nói chung nấu kiểu gì em chơi kiểu nấy. À, là dạ. Đủ hương sắc hương vị trong dạ. Nấu ăn gì? Anh thấy gì đây không? Cái gì? Đâu sao bằng tay đâu. Dạ. Ở nhà anh đông anh chị em không? Anh có một đứa em gái nữa đang học lớp 10. Dạ. Chắc cao lắm anh ha. À, nó cao, nó ngồi. Dạ. Đừng có nói chuyện cao lùn gì đấy. Dạ. Vô chuyện tình cảm đi. Anh có thân như bạn gái đâu không? Thân á hả? Dạ. Thân thì có. Trước cũng có thích đơn phương một cái bạn gái, nhưng mà chỉ là mức tình bạn ở đó thôi, không có hơn được nữa. Dạ anh cũng trong trắng như em luôn. Trước trong em chắc. Cũng chưa có mối tình nào, nhưng mà cả chơi thân với một bạn trai hồi ở sinh viên á. Thì tụi em ăn chung, học chung, làm chung, tắm biển chung, chỉ có không ngủ chung thôi. Giờ mỗi đứa cũng nói chung là không chung đường. Nghĩa là giờ bạn đi về quê bạn, còn em về quê em. Cho nên em cũng có ranh về con trai lắm. Nhưng mà về bệnh lý thì em ranh. Trời dạ. Coi ảnh có bệnh gì không? Dạ em có chỉ tay thì em mới biết. Em có thể thoải mái. Đó em qua đi, em qua đi. Em qua em bắt tay coi ảnh có bị bệnh gì không. Sao anh run dữ. Này chắc nó loạn nghiệp rồi không ra quá. Sao? Dạ anh run quá, chưa gì ta rối loạn thần kinh thực vật rồi á. Run quá. Giờ em chuyển anh qua thực vật luôn rồi chứ. Nhưng mà rối loạn thần kinh thực vật là sao cô? Rối loạn thần kinh tim, những tim đập hồi hộp á. Dạ em thấy anh chắc cũng đúng là từng trải qua một cái cá tình đơn phương thì em có thấy. Ồ, thấy được luôn hả? Dạ. Bây giờ mình nhìn thẳng vào mắt đối phương đi, mình còn 15 giây nữa thôi nha. Mỗi người hãy nói lên cảm xúc thật sự của mình bây giờ như thế nào. Mình thấy trong lòng mình như thế nào mình nói. Em cảm nhận như thế nào em nói trước đi. Dạ, em thấy anh cũng giống người mà em đang tìm. Anh thấy em sao? Dạ, em không có cao 1m52 đâu. Chiều cao cũng không quan trọng lắm, mẹ anh cũng không có cao lắm. Chủ yếu là biết hiểu nhau là được. Dạ. Rồi, hết thời gian. Nào. Để tay vào bấm đi các bạn. Rồi. Bây giờ hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Và sẽ đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Nếu chúng ta rung động thì chúng ta mới bấm. Còn nếu chúng ta chưa rung động thì chúng ta không bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Anh xin lỗi, em nghĩ là mình chưa có duyên với nhau. Mong là em sẽ tìm được người dạ. Tốt với em. Bạn nghĩ gì mà bạn không bấm? Dạ, em chưa có rung động thực sự. Nên là nếu mà mình bấm thì mình sẽ có trách nhiệm với lại cái nút bấm đó. Chính xác. Dạ. Dạ thì không quen thì làm bạn. Hãy lạc quan lên, biết đâu sẽ có nhiều chàng trai đang theo dõi chương trình và sẽ bấm nút chọn bạn nhé. Rồi, rất là dễ thương. Một cô gái rất là thông minh, lém lĩnh, hài hước, năng động nữa. Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ tìm sớm cho mình một nửa yêu thương, một nửa manh ghép.